Câu chuyện về các đơn vị UAV tinh nhuệ của Ukraine chuyên đánh bom quân Nga ban đêm. Trong một tòa nhà vắng vẻ, một phi công điều khiển máy bay không người lái người Ukraine tập trung toàn bộ năng lượng vào bộ điều khiển trong tay. Căn phòng không có tường là chỗ ẩn nấp của anh và đơn vị của mình trong đêm không trăng. Các cuộc tập kích vào ban đêm. Màn hình nhỏ trên cần điều khiển từ xa của người lính Ukraine, nguồn sáng duy nhất được phép bật lên, chiếu sáng đôi mắt anh trong khi chiếc máy bay không người lái của người lính Ukraine cách xa hàng km, chỉ còn cách giây phút thả quả đạn nổ nặng 16 kg vào một vị trí của quân Nga. Khoảnh khắc này chúng tôi gọi là từ Ukraine với tình yêu, một sĩ quan cấp cao cấp trên của người lính Ukraine tuyên bố. Các cuộc tấn công bí mật vào ban đêm như vậy đang được thực hiện bởi một đơn vị ưu tú, bao gồm các thành phần từ cơ quan an ninh Ukraine, thường được gọi là SBU, và cảnh sát tuần tra của đất nước. Chiến dịch được bật đèn xanh sau khi quân đội Ukraine báo cáo về sự hiện diện của một bãi phóng, từ đó lực lượng Nga đang bắn tên lửa Hornet, tên lửa dùng để chống lại xe tăng, về phía quân đội của họ. Chúng tôi biết mục tiêu này tương đối gần đây, nó được phát hiện vào ngày hôm nay, một sĩ quan cấp cao của SBU giải thích. Vào ban ngày, đơn vị máy bay không người lái đã dành hàng giờ để tìm kiếm các địa điểm có thể phóng UAV vào ban đêm để thực hiện các nhiệm vụ của họ, cũng như tìm ra tọa độ chính xác của mục tiêu. Quá trình chuẩn bị toàn diện bao gồm việc phóng các máy bay không người lái giám sát khác nhau tới các vị trí của Nga, cũng như dựa vào thông tin tình báo bổ sung từ các đơn vị khác của Ukraine, cho đến khi họ có bức tranh hoàn chỉnh về mục tiêu. Tình báo đã tiết lộ vị trí khai hỏa của kẻ thù được sử dụng để phá hủy các thiết bị của lực lượng phòng vệ Ukraine. Nó sẽ bị phá hủy ngày hôm nay. Vị sĩ quan Ukraine nói thêm, trước khi phóng UAV, các quân nhân Ukraine lái xe trong bóng tối hoàn toàn, tắt đèn pha và sử dụng kính nhìn ban đêm để nhìn đường và đến địa điểm phóng được chỉ định. Họ che giấu phương tiện của mình và đi bộ vài trăm mét, trong khi lực lượng Ukraine và Nga bắn nhau bằng pháo binh. Tất dấu vết của họ và bảo đảm vị trí của họ không bị giám sát và phát hiện bởi pháo binh của Nga, trong khi họ thực hiện cuộc tấn công của mình. Vì sao Ukraine thích tấn công vào ban đêm? Vì sao cuộc tấn công lại xảy ra vào ban đêm? Rõ như ban ngày, thiết bị phương Tây có quang học ban đêm tuyệt vời. Blogger quân sự Nga Vladimir Slakov phân tích lý do Ukraine thường tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV vào ban đêm vào các vị trí của Nga trên kênh Telegram của mình. Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Ukraine công nghệ nhìn ban đêm ít nhất là từ năm 2018. Công nghệ này thường không có sẵn cho hầu hết các binh sĩ Nga thông thường. Các phương tiện bọc thép được tặng gần đây, chẳng hạn như xe tăng Leopard 2 và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, cũng có khả năng nhìn ban đêm tiên tiến trong hầu hết các trường hợp, tốt hơn nhiều so với những thiết bị cũ của Liên Xô vẫn được sử dụng bởi lực lượng Nga. Ngay sau khi mục tiêu bị bắn trúng, trọng tâm của các sĩ quan Ukraine chuyển sang việc đưa máy bay không người lái quay trở lại căn cứ, sử dụng lộ trình đã vạch ra trước đó với hy vọng tránh được hệ thống phòng không. Nó đang quay trở lại, nó đang di chuyển với tốc độ 14 mét trên giây, một phi công Ukraine nói. Vài phút sau, chiếc UAV cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Tôi muốn hút thuốc, người phi công Ukraine nói khi thở phào nhẹ nhõm. Nga liên tục cảnh báo rằng trang bị vũ khí mới cho Ukraine sẽ khơi mào chiến tranh thế giới, nhưng Mỹ tiếp tục thách thức các lằn ranh đỏ đó. Giúp Ukraine nhận tiêm kích F-16 từ các đồng minh, đánh dấu một lần nữa Washington vượt qua lằn ranh đỏ mà Tổng thống Nga Vladimir Putin vạch ra. Lãnh đạo Nga từng nhiều lần tuyên bố rằng việc chuyển giao F-16 sẽ làm thay đổi cuộc xung đột, đồng thời kéo Washington và Moscow vào một cuộc đối đầu trực diện. Đây không phải cảnh báo đầu tiên Nga đưa ra kể từ khi thận trọng với nguy cơ với Nga, nhưng dần dần vượt qua các lằn ranh của Nga với cấp độ ngày càng cao hơn. Trong giai đoạn đầu xung đột, Mỹ chuyển giao cho Ukraine hàng nghìn hỏa tiễn chống tăng Javelin và phòng không Stinger, đẩy lùi lực lượng Nga ở miền Bắc. Sau đó, Washington lần lượt cung cấp pháo phản lực hạng nặng HIMARS, hệ thống phòng không tiên bay không người lái UAV
trực thăng, xe tăng M1 Abrams. Các quan chức Mỹ cho rằng lý do chính khiến chính quyền Biden phớt lờ những lằn ranh đỏ của Nga bắt nguồn từ thực tế rằng Moscow đã không thể hiện thực hóa những lời đe dọa mà họ đưa ra với phương Tây từ đầu cuộc chiến. Điều đó khiến các lãnh đạo Mỹ và châu Âu tin rằng họ có thể tiếp tục thách thức Nga mà không dẫn đến bất kỳ hậu quả nào. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đây vẫn là một canh bạc mà phương Tây cần thận trọng. Nga đã không ít lần tự làm suy yếu lằn ranh đỏ của mình bằng cách nói rằng điều gì đó là không thể chấp nhận được, nhưng sau cùng họ vẫn không thể làm gì để ngăn chúng xảy ra. Maxim Shamorukov, chuyên gia về Nga từ quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế trụ sở tại Washington nhận xét, nhưng chúng ta không biết lằn ranh đỏ thực sự của Nga là gì, nó nằm trong đầu của một người và có thể thay đổi theo thời gian. Nhiều quan chức Mỹ cho biết, quản lý nguy cơ leo thang chiến tranh vẫn là một trong những khía cạnh khó khăn nhất đối với Tổng thống Biden khi đối phó cuộc khủng hoảng Ukraine. Ukraine có cần nó không? Họ có thể sử dụng nó không? Chúng ta có nó không? Phản ứng của Nga sẽ là gì? Một quan chức cấp cao giấu tên từ Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ 4 yếu tố chính mà Nhà Trắng tập trung xem xét mỗi khi quyết định cung cấp một loại vũ khí mới cho Ukraine. Quan chức này cho hay phản ứng kém mạnh mẽ từ Nga đã tác động tới tính toán của Ngoại trưởng Antony Blinken, người luôn thúc giục chính quyền Mỹ và các đồng minh làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ Ukraine. Điều này luôn được tính đến trong quá trình ra quyết định, ông nói thêm. Nếu chúng ta làm điều gì đó mà đối phương không có bất kỳ phản ứng nào hay không khiến tình hình leo thang thêm, vậy liệu chúng ta có nên thực hiện bước kế tiếp? Chúng tôi luôn cân nhắc câu hỏi trên và nó trở thành công việc khó khăn nhất. Giống Ngoại trưởng Blinken, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Jack Sullivan cũng tin rằng lợi ích của việc tăng cường cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine lớn hơn nguy cơ leo thang căng thẳng. Ông là một trong những người làm việc tích cực nhất với các đồng minh châu Âu trong nỗ lực chuyển tiêm kích F-16 cho Kyiv. Khi bắt đầu cuộc chiến xâm lược Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, Tổng thống Putin đã cảnh báo bất kỳ quốc gia nào cố gắng cản trở lực lượng của ông cần biết rằng Nga sẽ ngay lập tức phản ứng và dẫn đến những hậu quả mà bạn chưa từng thấy trong lịch sử. Nhưng Nga gần như không có phản ứng nào trên thực địa khi Mỹ và các đồng minh châu Âu chuyển giao các loại hỏa tiễn chống tăng, phòng không hiện đại cho Ukraine. Những vũ khí này được coi là yếu tố quan trọng giúp Ukraine đảo ngược cục diện chiến trường, đánh bại chiến lược đánh nhanh thắng nhanh, chiếm Kyiv trong 3 ngày của Nga ở giai đoạn đầu. Khi chiến sự tiếp tục kéo dài, những lời đe dọa từ Nga ngày càng quyết liệt hơn, ngụ ý về nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh hạt nhân nếu Nga thất bại trên chiến trường. Nếu Nga cảm thấy toàn vẹn lãnh thổ của mình bị đe dọa, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các biện pháp phòng thủ mà mình có, và đây không phải là một lời hù dọa, ông chủ Điện Kremlin tuyên bố hồi tháng 9 năm ngoái. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hồi tháng 1 còn tuyên bố thẳng thừng hơn khi cảnh báo về một cường quốc hạt nhân thất bại trong một cuộc chiến thông thường có thể châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân. Nga thực sự cũng có một số động thái thách thức Mỹ như đình chỉ tham gia Hiệp ước Kiểm soát Hạt nhân New START, kết án tù phóng viên Ivan Gershkovic của báo WSJ hay ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner. Dù vậy, Moscow chưa có động thái đe dọa quân sự thực sự nào đối với phương Tây. Theo các quan chức Mỹ, một lý do khiến nước này tự tin khi thử vượt qua các lằn ranh đỏ của Moscow bắt nguồn từ nhận định rằng quân đội Nga đang suy yếu sau hơn 15 tháng chiến sự ở Ukraine. Hiện tại, Nga không có lợi khi đối đầu trực tiếp với NATO. Một quan chức cấp cao Mỹ cho hay, Moscow không ở vào vị thế thuận lợi để làm vậy. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Foreign Affairs rằng quân đội Nga đã tổn thất khoảng 250.000 người trong xung đột ở Ukraine. Nga đã phải phát lệnh động viên một phần, huy động lực lượng quân dự bị để thay thế họ. Nhưng đội quân này thiếu kinh nghiệm, trang bị kém và không được huấn luyện chuyên sâu. Khi thiệt hại của Nga tăng lên, Tổng thống Putin phải điều chỉnh lại các mục tiêu của mình từ nỗ lực chiếm Kyiv sang kiểm soát và sáp nhập lãnh thổ ở miền đông và miền nam Ukraine. Giới quan sát đánh giá việc chính quyền Biden sẵn sàng thách thức lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin rõ ràng đã tạo điều kiện cho Ukraine kháng cự và phản công giành lại một phần lãnh thổ. Nhưng các quan chức phương Tây nhận thức rõ ràng việc Moscow chưa có hành động đáp trả quyết liệt, không đồng nghĩa là họ sẽ không bao giờ làm vậy. Nga có những lằn ranh nhất định mà họ không cho phép phương Tây vượt qua, nhưng chúng ta không có cách nào biết nó chính xác là gì. Chính điều này đã tạo ra rủi ro. Alexander Gubaev, Giám đốc Trung tâm Carnegie về Nga và Á-Âu, trụ sở tại Berlin, Đức, bình luận.